Tính chất đối kháng trong bóng rổ đòi hỏi các cầu thủ phải có nền tảng thể lực, tốc độ và nhất là sức mạnh để có thể thăng hoa trong mỗi trận đấu. Với những yếu tố trên, bóng rổ không thiếu những trận cầu máu lửa mang lại nhiều pha ghi điểm đẹp mắt. Song cũng vì những yếu tố đó mà chấn thương luôn luôn rình rập và có thể xảy đến với cầu thủ bất cứ lúc nào. Các tình huống va chạm liên tục trên sân khiến cho những bộ phận cơ thể rất xương xẩu như cẳng tay, hông, đầu gối và nhất là cùi chỏ trở thành những thứ vũ khí sát thương nguy hiểm. Tần suất dẫn đến chấn thương cho các cầu thủ bóng rổ của bộ phận cùi chỏ là cao hơn hết. Thứ vũ khí xương xẩu thoạt nhìn như chiếc bánh mì này chính là món ăn rất đỗi quen thuộc của dân chơi bóng rổ mà không phải ai cũng muốn thưởng thức. Đó có thể là một tình huống xoay trở để tạo khoảng cách với người phòng thủ, che bóng để lên rổ, hay một đường chuyền có biên độ vung cánh tay quá rộng. Tất cả đều có thể khiến bánh mì có thể tiến sát và gây nguy hiểm đến vùng ngực, cằm, mang tay hay mặt của đối phương. Bản thân người phát bánh mì sẽ có lúc vô tình, nhưng cũng có lúc cố ý với nhiều mục đích khác nhau như bảo vệ bóng, tạo không gian hay cả chơi xấu nữa. Tội lỗi của người ban phát bánh mì sẽ dựa trên nhiều yếu tố để người cầm cân nảy mực có thể xác định. Như tình huống của Anthony Gianneri va chạm với Vincent Nguyễn tại game 27 mùa giải VBA 2019 vừa qua. Sau khi nhận bóng và xoay người về hướng rổ, bánh mì của Anthony Gianneri vượt ra khỏi không gian hình trụ và gây ra va chạm nhẹ với Vincent. Quan sát mới thấy, đó không hẳn là cố ý chơi xấu từ vị trí ngoại binh của Đà Nẵng Dragons, mà đơn thuần là thứ động tác tạo không gian để tấn công. Tuy nhiên, cùi chỏ của anh này đã vi phạm hình trụ của người phòng thủ và đó là một lỗi tấn công cho chàng trai tháng giêng. Trường hợp của Vincent Nguyễn còn khá may mắn khi anh chỉ cần phải vuốt hàm lại vài cái là có thể tiếp tục thi đấu. Còn Dương Minh An lại đen đủi hơn nhiều. Trong chuyến làm khách đến sân CAS trong màu áo Catfish mùa VBA 2017, ở pha bóng phải truy cản ngoại binh Darius Lewis, vùng mặt của Dương Minh An va chạm khá mạnh với khuỷu tay của đối thủ, khiến sống mũi của anh bị gãy và huyền thoại mặt nạ của An ra đời từ đó. Cũng trong năm đó, cầu thủ Việt Kiều Anthony Võ của Sài Gòn Heat phải nhập viện để may chín mũi khi lĩnh trọn quả bánh mì siêu to khổng lồ từ Milan Richardson trong trận derby thành phố Hồ Chí Minh. Cuối cùng là một tình huống điển hình cho sự nguy hiểm của những chiếc bánh mì trong bóng rổ, chính là cầu thủ siêu chịu đựng Tim Well. Trong một tình huống nỗ lực phòng ngự, Tim Well đã ăn trọn cùi chỏ của Chris Dierker vào mí mắt và máu đã chảy xuống trên gương mặt của cầu thủ mang hai dòng máu Việt Nam Đan Mạch này. Nhìn từ những tình huống va chạm này, sẽ rất khó để chúng ta nhận định được đâu là vô tình và đâu là cố ý. Tuy nhiên, hãy cứ an toàn là chính cho bản thân mình. Hãy biết giữ khoảng cách tốt với người tấn công, nhất là những người cao hơn mình. Hãy biết buông bỏ tình huống phòng ngự đúng lúc và hãy biết lên án với những hành động tiểu xảo xấu chơi để không phải thưởng thức món ăn quen thuộc mà chẳng ai muốn này.